À, vừa vừa thôi vừa. Đục 15. Ừ. Vậy con hai thầy nãy giờ có lên được con nào chưa? Hả? Ngồi gì hẻo quá mà. Anh Luân của tôi. Để. Câu gì sớm giờ mà không thấy ăn nữa. Đổi hổ đi. Trời ơi, cái này còn 6-7 ký chứ bao nhiêu ký gì? Hả? Bự mà, thấy bự lắm mà. Thành ra quay phim cho anh Cường coi. Chạy rồi, đó, lên. Vô, vô. Cho nó chạy cho mệt đi. Con này nó còn liền. Móc ngạnh luôn hả? Móc miệng rồi móc ngạnh nữa. Ôi thấy hoài nó bự lắm rồi ta. Anh không thương thêm dây. Để. Nó xả bên thêm một xíu nó chạy nó. Rồi vừa thôi vừa. Mặt lột cái đâu ra quay mà ngồi đó mà ngồi quay mà là biết. Trời ơi xúc. Ừ. Kêu bại dữ luôn à. Nè, ở 6-7 ký chà bá lửa luôn. Có cần 6-7 ký. Trần dân luôn. Cái đầu bá lửa luôn. À, ừ. Nó hơn gan chỏ luôn. Nó quay không biết quay gì luôn. Quay làm gì? Bỏ bỏ cặp này đi. Lấy cân tấm thử. Còn lưỡi không quay. Chà bá luôn. Đạp tải nó xuống. Con này nó trong hồ nó dậy dưới ngoài sông là thôi là khỏi kéo nổi nó liền. Sông là mạnh. Cần không? Cần kiếm thử kiếm sợi dây cần. Thôi anh dịnh cái kia lên. Móc vô cái mỏ đó. Móc vô mỏ cần tấm thử. Nè em móc vô cái này nè. Anh dịnh này rồi thì em móc vô đây nè. Em mướn thử. Em đâu đi đâu đi. Không anh ướm anh ướm cái này rồi em mới thả ra đó anh thả ra rồi em kéo lên đi đó là dừa thì có 4-5 ký với anh thả ra anh nâng hết rồi thấy chưa em kéo là kéo luôn cái này chứ chưa bấm mà không đi rồi không dở lên 7 ký mấy 7 ký rưỡi bảy rưỡi là trừ 7 ký rưỡi cho cái vợt này nửa ký luôn đi đâu giờ ký hơn 4 ký bắt thả vợt nặng à 4 ký bắt thả rồi á 4 ký bắt thả rồi vợt này cái mấy 6 ký đi tính 6 ký đi 6 ký quá đã luôn anh kia hả?